Xin chào các bạn đang xem kênh Biển Review. Thì hôm nay mình lại tiếp tục câu chuyện trên cái chiếc xe Airblade này. Thì ở những cái video trước, mình có một cái video mình chia sẻ cho mọi người về cái mức tiêu hao nhiên liệu trên cái chiếc xe Airblade này của mình sau 5.000 km. Thì trên cái chiếc xe Airblade này mình đã vận hành được 5.000 km. Thì mình những lần mà mình đổ xăng hay và mình đi đường dài và mình tính toán nhẩm trong đầu và dựa theo số công tơ mét hiển thị ấy, thì mình căn được nó ở cái mức khoảng từ 45 km cho đến 47 km. Đôi khi thì sẽ nhỉnh lên 48, 49, nhưng mà mình chỉ căn ở cái khoảng gọi là chung chung là từ 45 cho đến 47 km, tùy địa hình các bạn đi. Thì có mình thì chủ yếu là đi phố thôi, nên là nó tiêu hao cái mức nhiên liệu cũng là bình thường. Nếu mà các bạn đi đường trường hay đường dài ấy, hay cả đường đèo ấy, thì có thể là nó sẽ tiêu hao ở mức nhiên liệu thấp hơn. Hoặc mình thì mình chủ yếu đi phố thì mình thấy là nó ở cái mức chung là từ 45 cho đến 47. Nhưng mà hôm nay thì mình vào bên trong cái phần màn hiển thị của chiếc xe Airblade này, màn điện tử, và nó tính toán theo cái mức tính toán điện tử của hệ thống trên cái chiếc xe Airblade này, thì nó cho mình một cái kết quả khá là bất ngờ. Vì là những lần trước ấy thì mình toàn là chỉ kiểu như là dựa theo cái số liệu mình tự tính thôi. Mình chẳng hạn như mình căn cái số km mình đi từ quãng đường này đến điểm này là bao nhiêu km, thì mình tính được là nó là hết vào bao nhiêu trên 1 lít. Nhưng mà thực sự đấy là mình tính vậy, nó không được xiết sao, chỉ là diện tính vo thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình vào trong cái phần màn công tơ mét điện tử này, thì Airblade nó cho ra một cái con số khá là bất ngờ. Thì mình sau đó thì mình sẽ show trực tiếp trên cái màn đó cho các bạn xem là nó mình đã đi và nó tiêu thụ nhiên liệu ở cái mức bao nhiêu km trên 1 lít nhé. Thì bây giờ nói về đến cái vấn đề là động cơ mình trước đã. Thì cái chiếc xe Airblade này nó được trang bị một cái động cơ mới, đó chính là ESP cộng, với cái mức tiêu thụ là 2,26 lít trên 100 km. Đó thì nó đem lại cái về cái động cơ ESP cộng này thì nó cho ra cái độ vọt xe tốt hơn này, xe khỏe hơn này. Tuy nhiên thì nó cũng tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn so với động cơ ESP thường trang bị trên Airblade 2020 đến 2022 nhá. Đó. Và ngoài ra thì cái động cơ này nó cũng cho ra một cái tiếng ồn hơn so với cái lại động cơ của Airblade đời trước là 2022 nhá. Thì tại sao nó cho ra cái tiếng động cơ to như vậy, là bởi vì ấy, trong này động cơ ESP cộng này ở phần nồi này là được trang bị cái dây cu loa hai mặt. Đó, tức là hai phần mặt đều có phần bánh răng, nên là nó tạo cho các bạn cái tiếng ồn hơn với cái động cơ mà được trang bị dây cu loa chỉ một mặt thôi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái động cơ như vậy rồi thì các bạn cũng hiểu rồi, về mức tiêu thụ là 2,26 lít trên 100 km, và cái tiếng ồn nó có độ ồn hơn, nhưng mà đổi lại thì nó lại cho ra tốc độ mới lại độ vọt, độ khỏe xe hơn nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đưa sát camera vào phần công tơ mét hiển thị màn điện tử để cho mọi người xem là cái mức mình cũng phải nói là mình hơi choáng, hơi bất ngờ, không ngờ là nó lại hiển thị cái mức tiêu hao như vậy luôn. Bây giờ nha các bạn, thì mình sẽ chuyển camera sát với cái màn công tơ mét này nhá. Ok các bạn, thì đây là cận cảnh của cái màn công tơ mét trên xe Airblade 2023. Thì nó được trang bị một cái màn LED điện tử rất là to để mà các bạn có thể nhìn vào cái số km này, mức xăng các kiểu rất là nhìn rất là rộng. Thì bây giờ thì mình sẽ bật cái chiếc mở cái chiếc xe Airblade này lên để các bạn cùng quan sát, và sau đó thì cùng mình sẽ vào cái phần gọi là tính toán điện tử trên cái chiếc xe Airblade này. Giờ thì mình sẽ mở lên nhá. Ok các bạn có thể thấy phải không, thì đây chính là cái màn điện tử, màn hình LED
điện tử của AirPlay 2023. Mình thấy là cái màn này mình rất là ưng ý vì nó được trang bị màn rất rộng, từ cái số hiển thị các kiểu này, số km đang đi này, số rất to luôn. Thì như các bạn có thể nhìn thấy thì mình đang đi được ở cái mức km là sau 5 6 tháng sử dụng mình đã đi được vào 5.222 km. Thì cái số này mình cũng thấy dừng ở cái điểm này là nó vừa tầm luôn, do cho ra số rất là đẹp, 5.222 km nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ vào bên trong cái phần tính toán điện tử của cái chiếc xe Palette mà mình đang sử dụng này, xem là sau 5.000 km là nó tính cho mình là mình đang tiêu thụ xe ở mức là bao nhiêu km trên 1 lít nhé. Thì cái xe này người ta hãng người ta tính trung bình là ở 2,26 km trên 1 lít, là trên 100 km ấy. Thì còn trên hệ thống là nó sẽ tính là bao nhiêu 1 lít đi được bao nhiêu km thôi nhá các bạn, chứ không phải là 2 lít đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấn vào cái nút sale này. Đây các bạn, mình sẽ nhấn vào nút sale này để chuyển nhá. Thì các bạn nhấn vào 1 lần này, 2 này, 3 này. Đó, thì các bạn nhấn vào 3 lần nó sẽ chuyển cho các bạn sang cái phần đó chính là mức tiêu thụ xe, mức tiêu hao nhiên liệu của xe các bạn là trên AirPlay là bao nhiêu. Thì các bạn thấy không, mình cũng khá là bất ngờ khi mà nó cho ra cái con số này, tức là 2,26 lít. Thì mọi lần mình chỉ tính vo ở cái mức là từ 45 cho đến 47 km trên 1 lít thôi, nhưng mà tính toán điện tử của AirPlay trên cái xe của mình thì cho ra mình là đi được ở 52,6 km trên 1 lít. Đó, vậy là nếu mà là 2 lít của mình thì sẽ đi được vào khoảng bao nhiêu nhỉ? 2 lít của mình sẽ đi được vào khoảng 104 km luôn. Đó, thì mình cũng khá bất ngờ. Mình trước giờ mình tính vo thì chỉ tính khoảng xe của mình là khoảng từ 45 cho đến 47 km trên 1 lít thôi. Nhưng mà hệ thống điện tử của AirPlay thì cho ra cái con số là 52,6 km trên 1 lít nha các bạn. Đó. Ok các bạn, thì vừa xong ấy thì mình vừa mới show cho mọi người xem về cái màn hiển thị công tơ mét trên cái chiếc xe Palette 2023 này của mình. Thì sau 5.000 cây mình sử dụng và 6 tháng thời gian thì mình thấy là nó cho ra mình một cái con số mình cũng rất là bất ngờ, là lên được những tận 52,6 km trên 1 lít. Mình cũng thực sự rất bất ngờ vì những lần trước ấy thì mình đa số là mình sẽ di chuyển từ nhà đi làm hay là từ điểm này đến điểm nọ thì mình chỉ căn vo theo số cây và đoạn đường và mình trừ đi thôi, thì mình căn được ở khoảng từ 45 cho đến 47 km chứ mình không nghĩ là nó lại đạt được đến những tận 5 km trên 1 lít. Đấy, thực sự là rất là bất ngờ. Thì không biết là cái hệ thống này của AirPlay, hệ thống điện tử này, xe nó tính toán như vậy có chính xác hay không. Nếu mà chính xác ấy, thì ở cái mức tiêu thụ là 50 km, cụ thể là 52,6 km, mà tiêu thụ như vậy thì chiếc xe AirPlay này không phải là chiếc xe mà như các bạn nghĩ là nó tiêu hao xăng quá nhiều đâu nha các bạn. Thực sự là ở mức giá trên 40 triệu đồng mà tiêu hao xăng như vậy thì mình thấy là phù hợp rồi, chiếc xe này quá là ổn. Mình cũng thực sự rất bất ngờ, mình phải nói đi nói lại là mình quá bất ngờ vì nó cho ra cái con số là được trên cả 50 km trên 1 lít cơ. Ok, thì cái video của mình chia sẻ cho mọi người về cái mức tiêu hao tiêu thụ nhiên liệu trên cái chiếc xe AirPlay 2023 này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này, xem lại subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.